Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ sáu ngày 3 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Như thường lệ, phần điểm những thông tin chính sẽ đến ngay sau đây. Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều khởi sắc, duy trì đa phục hồi tích cực. Những vấn đề đặt ra sau một tháng triển khai phân luồng trên cao tốc Cam lộ La Sơn. Xử lý xe quá khổ quá tải mùa cao điểm xây dựng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kiểm toán nhà nước phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán dự án thành phần 2 cầu Nhật Lệ 3, dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 tỉnh Quảng Bình và đường hai đầu cầu dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An. Dự hội nghị có các ông Vũ Thanh Hải, kiểm toán trưởng kiểm toán nhà nước chuyên ngành 4, Hoàng Hải Minh, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Phan Phong Phú, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Nội dung kiểm toán theo quyết định 812 QĐ-KTNN gồm nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện các dự án, việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính kế toán và các chính sách pháp luật khác có liên quan. Thời gian kiểm toán là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh cho biết, thông qua kiểm tra, kết luận kiểm toán giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước thấy được những ưu điểm cũng như những hạn chế tồn tại trong công tác quản lý các công trình, dự án trên địa bàn. Từ đó có những giải pháp phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục hạn chế, giúp công tác quản lý điều hành đi vào thực chất ngày càng tốt hơn. Đây cũng là dịp để tỉnh kịp thời ra soát, chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại các đơn vị địa phương theo đúng quy định, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý sử dụng nguồn vốn nhà nước. Ông Vũ Thanh Hải, kiểm toán trưởng kiểm toán nhà nước đề nghị các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình chỉ đạo các ban quản lý dự án, sở ngành liên quan lập báo cáo, cung cấp hồ sơ tài liệu đầy đủ kịp thời, sắp xếp thời gian bố trí nhân sự phòng làm việc để làm việc với đoàn kiểm toán. Yêu cầu từng thành viên trong đoàn kiểm toán bám sát mục tiêu nội dung để thực hiện kiểm toán. Trong quá trình kiểm toán, thực hiện nghiêm các quy định của luật kiểm toán nhà nước, làm việc công tâm, khách quan. Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và đối thoại dân chủ với cán bộ chiến sĩ tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác sẵn sàng chiến đấu. Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao tính tích cực, chủ động của đơn vị trong việc xây dựng và tổ chức luyện tập nghiêm túc các phương án sẵn sàng chiến đấu, qua đó từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu trong lực lượng vũ trang. Đối với công tác quy chế dân chủ cơ sở, qua ngay báo cáo của chỉ huy đơn vị và đối thoại trực tiếp với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, dân quân thường trực cho thấy, trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã thường xuyên triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở trên các mặt dân chủ về quân sự và chuyên môn, dân chủ về chính trị, dân chủ về kinh tế và đời sống. Đối với một số ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ tại hội nghị cũng đã được Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan trả lời một cách thấu đáo. Kết luận tại hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để lãnh chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là duy trì nghiêm các chế độ quy định, không để bị động bất ngờ, thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, nhân viên và lực lượng dân quân thường trực, xây dựng mối đoàn kết gắn bó, bản lĩnh, ý chí để 100% cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Vang huy động cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng dân quân các xã thị trấn khẩn trương giúp nhân dân khắc phục mái nhà do ảnh hưởng bởi dông lốc. Trước đó, vào chiều tối ngày 2 tháng 5 trên địa bàn huyện Phú Vang xảy ra mưa dông và lốc đã làm nhà của gia đình ông Nguyễn Duy Hợp ở tổ dân phố Hoa Đa Tây, thị trấn Phú Đa bị tốc hoàn toàn nửa mái. Đặc biệt, tại trường tiểu học Phú Lương 1, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, dông lốc cũng đã gây tốc mái và hư hại nhiều phòng học, khiến hàng trăm học sinh phải nghỉ học trong sáng nay. Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Vang báo cáo xin chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và nhanh chóng huy động cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị, lực lượng dân quân thị trấn Phú Đa và xã Phú Lương để giúp gia đình ông Hợp và trường tiểu học Phú Lương 1 khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và học tập của học sinh.
Ngay trong sáng nay, lãnh đạo huyện Phú Vang đã có mặt tại hiện trường để động viên và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của dông lốc. Đến 11 giờ trưa nay, cán bộ nhân viên ban chỉ huy quân sự huyện Phú Vang, lực lượng dân quân phối hợp với các lực lượng thầy cô giáo đã thu dọn xong mái tôn bị tốc, cành cây gãy đổ, vệ sinh môi trường sạch sẽ, giúp trường tiểu học Phú Lương 1 buổi chiều có thể đón học sinh quay lại học tập. Hiện các lực lượng vẫn đang tiếp tục giúp gia đình ông Nguyễn Duy Hợp di chuyển sắp xếp lại vật dụng trong gia đình, tiến hành tháo dỡ sổ ngói còn sót lại trên mái, phụ giúp gia đình đóng lại rơi mái, lợp lại mái nhà, đảm bảo ổn định cuộc sống. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa thay mặt Chính phủ thừa Ủy quyền Thủ tướng có tờ trình trình Quốc hội xem xét cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% trong 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, việc giảm thuế suất VAT, gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, giảm mức thu một số khoản phí lệ phí và giảm tiền thuê đất như đã áp dụng trong năm 2023 để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng cho 6 tháng cuối năm 2024 sẽ khiến cho ngân sách nhà nước giảm thu khoảng 24.000 tỷ đồng. Luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 11 năm 2023 đều có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, theo dự thảo nghị quyết vừa được Bộ Tư pháp công bố, Chính phủ đề xuất cho phép hai luật này có hiệu lực sớm 6 tháng. Trước đó, đầu tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thi hành để đảm bảo đủ điều kiện báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành sớm các luật này. Việc hai luật này có hiệu lực sớm 6 tháng nhằm đảm bảo có hiệu lực đồng thời với luật đất đai 2024 cũng đang trình Chính phủ đề nghị Quốc hội chấp thuận cho phép có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Thưa quý vị, việc triển khai phân luồng trên cao tốc Cam lộ La Sơn thời gian qua đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Theo quan điểm của cơ quan quản lý, việc phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên nhằm hạn chế tai nạn giao thông và khắc phục tình trạng quá tải cho cao tốc. Ở chiều ngược lại thì nhiều ý kiến cho rằng phương án này sẽ gặp lực lượng lên quốc lộ 1A. Ghi nhận của phóng viên thời sự sau đúng một tháng triển khai. Từ khi đưa vào hoạt động tuyến Cam lộ La Sơn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, người dân chưa kịp vui mừng vì giảm tải được một khối lượng lớn qua quốc lộ 1A. Thì giờ đây, việc các phương tiện trọng tải lớn lưu thông nhiều trở lại trên tuyến, đặc biệt vào giờ cao điểm, đã khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là tại các điểm chờ, trường học, khu công nghiệp có dân cư đông đúc. Càng ngày càng đông, mà học sinh một đô nó chưa kiên trang quá là nó chung xe chạy rồi chung tốc độ hơi cơ nhanh. Theo ghi nhận thực tế, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cao từng ngày, từ 40 đến 50.000 lượt xe một ngày đêm. Không chỉ vậy mà hiện tại còn đang gắn thêm một lượng xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ móc, semi rơ móc phân luồng từ cao tốc Cam lộ La Sơn. Trong khi đó, hạ tầng chưa đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến vấn đề lưu thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Và thực tế cho thấy, đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe tải trọng lớn và các loại xe thô sơ khác trên tuyến quốc lộ 1A từ khi thực hiện triển khai phân luồng. Vào giờ cao điểm không à, như các cháu đi học về cũng an toàn giao thông và làn xe cũng được rộng lắm, nhưng mà chen 2, chen 3 vào thì tôi đụng rất là sợ. Như vậy, có thể thấy việc cấm một số phương tiện tải trọng lớn đi vào cao tốc đang hạn chế hiệu quả đầu tư và không đúng mục tiêu ban đầu là giảm tải cho quốc lộ 1A. Việc nhanh chóng mở rộng và hoàn thiện tuyến Cam lộ La Sơn giảm tải cho quốc lộ đang là mong mỏi lớn nhất của người dân. Thì cũng mong cho Bộ Giao thông và Chính phủ thì chúng là sớm khắc phục lại cái tuyến đường cao tốc Cam lộ và La Sơn để nó các cái loại xe tải lớn và xe khách trên 30 chỗ ngồi nó trở lại lưu thông với cái tuyến đó thì nó giảm tải cho cái quốc lộ. Liên quan đến việc phân luồng giao thông trên cao tốc Cam lộ La Sơn, mới đây Cục Đường bộ Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị. Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho biết do hạ tầng cao tốc còn trong giai đoạn phân kỳ chưa được đầu tư đồng bộ nên với giải pháp tình thế là phân luồng các phương tiện trên cao tốc Cam lộ La Sơn thì Thừa Thiên Huế đồng ý. Tuy nhiên, cũng đề nghị các đơn vị cần tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho cả quốc lộ 1 và cao tốc.
Theo báo cáo mới nhất, trong 4 tháng đầu năm, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều khởi sắc, duy trì đà phục hồi tích cực. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm, lượng khách du lịch ước đạt 1.260.000 lượt, tăng 30,7% so với cùng kỳ và bằng 72,8% so với thời điểm năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 621.000 lượt, tăng 45%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.595 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và tăng 71,2% so với thời điểm năm 2019. Tỉnh riêng trong 5 ngày nghỉ lễ ước đón khoảng 110.000 khách du lịch, doanh thu ước đạt 170 tỷ đồng, tăng 15,8% lượt khách và tăng 9,7% doanh thu từ du lịch so với cùng kỳ. Đặc biệt, lần đầu tiên, tỉnh ta lọt vào top 8 điểm du lịch tiết kiệm nhất châu Á. Được biết, năm 2024, ngành du lịch Thừa Thiên Huế phấn đấu đón khoảng 3,5 đến 4 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 60 đến 70%, tổng thu từ du lịch khoảng 7.500 đến 8.000 tỷ đồng. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, lượng du khách đến Huế tăng đột biến. Lượng người đổ về các địa điểm tham quan vui chơi như Thuận An Biển Gọi, Lều Hồ Ẩm Thực, Đà Nội Huế, Lăng Tẩm tăng cao. Công an thành phố Huế đã huy động lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, không để tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra, phục vụ tốt nhu cầu đi lại vui chơi của bà con nhân dân. Để có được kết quả đó, ngay từ trước, Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế đã xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2024. Với phương châm thức cho dân ngủ, gác cho dân yên, tam gác niềm vui riêng, trong dịp lễ, Công an thành phố huy động 100% cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự cùng phương tiện kỹ thuật phối hợp với công an các phường xã trên địa bàn tổ chức tuần tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong đó tập trung xử lý các hành vi thường là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Đối với cán bộ chiến sĩ chưa được nghỉ lễ, Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế sẽ sắp xếp bố trí nghỉ bù sau lễ. Trong 5 ngày nghỉ lễ, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông không xảy ra. Riêng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Huế phát hiện xử lý 203 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó vi phạm nồng độ cồn 120 trường hợp, tạm giữ 4 ô tô, 150 mô tô. Tổng số tiền phạt ước tính hơn 700 triệu đồng. Thừa Thiên Huế đang vào mùa xây dựng nên lượng phương tiện xe vận tải tăng cao, kéo theo nguy cơ xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường gây mất an toàn giao thông. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đang tập trung tuần tra xử lý nghiêm các lỗi vi phạm với tinh thần kiểm tra thường xuyên, xử lý quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Theo chân tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thị xã Hương Trà làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến tỉnh lộ 16, phóng viên truyền hình Công an nhân dân ghi nhận lượng phương tiện xe tải ben chở hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến liên tục. Được biết đây là tuyến đường chính đi qua nhà máy xi măng Lúc, các mỏ đá, mỏ đất đóng trên địa bàn xã. Ghi nhận của phóng viên, cả phương tiện vận tải di chuyển trên tuyến đều được tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Bên cạnh kiểm tra giấy phép lái xe của tài xế, giấy đăng ký, đăng kiểm và các giấy tờ khác có liên quan, thì lực lượng chức năng cũng tiến hành đo chiều cao, đồng thời hướng dẫn tài xế điều khiển xe đến trạm cân để phối hợp với thanh tra giao thông cân tải trọng xe. Kết quả kiểm tra cho thấy cả phương tiện đều đảm bảo chiều cao, tải trọng theo quy định của pháp luật. Phân chở ít thì nhiều khi người ta không đủ chi phí, người ta chở thêm nhiều để kiếm thêm chi phí lợi nhuận cho cá nhân và tổ chức công ty. Việc cân tải trọng tuần tra thì em nghĩ là cần thiết, vì mình còn việc cân tải trọng thì không gây khó khăn gì với tài xế và doanh nghiệp bên bọn em. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra gần 1.000 trường hợp, phát hiện lập biên bản 218 trường hợp vi phạm. Trong đó kiểm tra 700 trường hợp nghi vấn quá tải trọng, phát hiện 150 trường hợp vi phạm, 66 trường hợp quá khổ, 2 trường hợp cơi nới, dự kiến phạt tiền gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với thanh tra giao thông tập trung kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm chở quá tải trọng trên các đoạn tuyến trọng điểm có các biển bãi, mỏ, cảng như quốc lộ 1, quốc lộ 49A, tỉnh lộ 16, các khu vực mỏ, đường vào cảng để kiểm soát chặt chẽ phương tiện quá tải. Qua đó đã có tác dụng răn đe, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông của người điều khiển phương tiện và chủ phương tiện. Giờ việc kiểm tra tải trọng là rất cần thiết. Thứ nhất là đảm bảo cho tính mạng của tôi cũng như là người xung quanh tham gia giao thông.
Thứ hai là nếu mà mình chở quá tải là nếu bị công an phát hiện là phạt một mức tiền khá cao. Cùng với công an thị xã Hương Trà, công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phù hợp với các đặc điểm tình hình thực tiễn trên địa bàn phụ trách, xử lý nghiêm tình trạng xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn. Tại huyện Phong Điền, ban chỉ huy công an huyện đã phân công lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng khác mỗi ngày từ 3 đến 4 ca thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm, nhất là việc chở đất đá san lấp mặt bằng quá tải, quá khổ trên những tuyến đường tỉnh, đường huyện, giao thông nông thôn trọng điểm như tuyến tỉnh lộ 4, 6, 8C, 9, 11, 17. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Phong Điền cũng đã xử lý 34 trường hợp vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. Phong Điền trong giai đoạn này thì đã tăng cường mỗi ngày là 3 tổ tuần tra kiểm soát gắn với là tuần lưu kết hợp với là bố trí lực lượng chốt chặn để mà cân tải trọng, rồi đo cái chiều cao, chiều dài của xe. Cũng như là gắn với cái việc là kết hợp đo tốc độ. Khi mà phát hiện những cái trường hợp mà xe cơi nới thành thùng, rồi xe quá tải, thì tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm với cái phương châm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Song song với việc xử phạt trên các tuyến đường, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cũng phối hợp tuyên truyền tổ chức cho các chủ doanh nghiệp vận tải, tài xế ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tính từ đầu năm đến nay, công an các đơn vị địa phương đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 40.000 lượt người dân, đặc biệt tổ chức tuyên truyền ký cam kết cho trên 1.500 doanh nghiệp cá nhân lái xe kinh doanh vận tải. Thời gian tới thì chúng tôi cũng tập trung làm tốt các cái mặt công tác. Thứ nhất là làm công tác tuyên truyền trên các cái phương tiện truyền thông để cho người dân và các cái doanh nghiệp tham gia giao thông, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải là đồng lòng ủng hộ. Và đặc biệt là trong cái tuyên truyền, chúng tôi đã chỉ đạo các cái lực lượng của phòng PC8 cũng như công an cơ sở cho tập trung cam đoan cam kết tại ngay các cái chủ bãi, chủ mỏ và các cái chủ cơ kho hàng bến bãi, cam đoan cam kết không chở quá khổ, quá tải cơi nới. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường, huy động tối đa các phương tiện như cân tải trọng và con người trên tất cả các tuyến giao thông trên địa bàn của tỉnh để kiểm soát chặt chẽ. Được biết, việc phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý xe quá khổ, quá tải được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh triển khai xuyên suốt cả năm theo kế hoạch liên ngành số 46 ngày 4 tháng 1 năm 2024 giữa Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh. Mọi vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Các trường hợp cơi nới thành thùng xe thì sẽ cưỡng chế tháo, cắt để trở về đúng thiết kế và thông báo tới cơ quan đăng kiểm, yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi tham gia giao thông. Trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ bắt buộc phải hạ tải mới tiếp tục lưu thông và xác minh chủ phương tiện là tổ chức hay cá nhân vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thừa Thiên Huế ngày hôm nay mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng nên nhiệt độ dao động nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, độ ẩm thấp nhất từ 47 đến 52%. Dự báo cháy rừng ở vùng đồng bằng và thành phố Huế và huyện Nam Đông cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, huyện A Lưới cấp 2. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m.